gặp lại quý vị trong chương trình Tạp chí Ngân hàng trên kênh truyền hình FBNC. Và như thường lệ, trước khi đi vào phần tin chi tiết thì chúng ta hãy cùng điểm qua những nội dung nổi bật ngay sau đây. Trước áp lực từ Fed, thị trường tài chính sẽ hồi lại nhanh chóng. Có thể giảm dự trữ bắt buộc một số ngân hàng về 0%. Sau gần một thập kỷ, Fed nâng lãi suất 0,25 điểm phần trăm. Và sau đây là phần tin chi tiết, thưa quý vị. Trước ngày Fed nâng lãi suất thì thị trường chứng khoán trong nước đã liên tục theo xu hướng đi xuống cả tháng. Và tiếp đó là sự rung lắc của tỷ giá những ngày gần đây. Tuy nhiên thì cũng theo một số phân tích thì thị trường tài chính Việt Nam có vẻ đã có đủ thời gian để phản ánh hết các thông tin trên. Vì vậy mà các biến động lớn sẽ nhanh chóng trôi qua. Theo ông Phạm Hồng Hải, Tổng Giám đốc HSBC Việt Nam, chuyện Fed tăng lãi suất đã được thị trường nói đến khá nhiều từ tháng 6 năm nay, và quyết định tăng lãi suất của Fed ở mức 0,25% không phải là điều bất ngờ với thị trường. Bằng chứng là sau một thời gian giảm khá sâu thị trường chứng khoán thế giới, ngay trước ngày Fed nâng lãi suất đã đồng loạt chuyển sang sắc xanh, trong đó có thị trường Việt Nam. Cái thị trường trông chờ đây là cái tín hiệu phát ra sau cái quyết định tăng lãi suất này. Cái lộ trình sau đó mình sẽ quyết định như thế nào? Theo quan điểm của tôi nghĩ nhiều khả năng là Fed vẫn sẽ duy trì một cái chiến lược là an toàn. Tức là họ sẽ phải theo dõi rất là sát những cái biến động thị trường kinh tế thế giới, cái sự thay đổi về tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc, rồi tình hình về giá cả hàng hóa để ra các quyết định là cái tốc độ tăng và lãi suất trong tương lai sẽ như thế nào. Thì tôi nghĩ đối với thị trường Việt Nam, ngay cả khi chúng ta cái thị trường chứng khoán có biến động khi mà Fed đưa ra cái quyết định tăng lãi suất hoặc là tỷ giá có biến động, thì tôi nghĩ thông thường nó là yếu tố tâm lý nhiều hơn. Và nếu chúng ta đã nhìn thấy trong cái biến động của thị trường trong năm 2015 thì đa phần sau khi các biến động về tâm lý, thị trường sẽ quay trở về cái điểm cân bằng của nó, tức là thực sự phản ánh cái cung cầu trên thị trường. Tuy vậy, về dài hạn, vì động thái này của Fed mà vốn ngoại có thể chảy ra khỏi các thị trường mới nổi, trong đó có Việt Nam hay không? Trả lời câu hỏi này, người đại diện của HSBC Việt Nam cho rằng riêng FDI vẫn sẽ chảy vào Việt Nam rất mạnh, cùng với các hiệp định tự do như TPP, Việt Nam EU, Việt Nam Hàn Quốc. Nhờ lợi thế đó, các nhà đầu tư ngoại dù không thuộc về các quốc gia ký kết FTA với Việt Nam vẫn mong muốn ổn định phần đầu tư của mình tại thị trường Việt Nam. Về vốn đầu tư gián tiếp thì đúng là khi mà Fed mà tăng lãi suất lên, chắc chắn là các nhà đầu tư sẽ có sự suy tính lại về cái đích đến đầu tư của họ. Và thực tế là trong năm 2015 chúng ta đã thấy là đã có sự chuyển dịch vốn, dòng vốn gián tiếp ra khỏi các thị trường mới nổi, trong đó có thị trường Việt Nam. Cái may mắn của Việt Nam tôi nghĩ là trong thời gian mà 3 năm trở lại đây ấy, thì thực ra thị trường Việt Nam không phải là điểm đến hấp dẫn cho vốn đầu tư gián tiếp. Nên là khi cái dòng vốn này mà chảy ra thì cũng không có nhiều. Và tôi nghĩ là cái khả năng mà sẽ chảy ra mạnh trong thời gian sắp tới là hầu như là không có. Dù vậy, đại diện HSBC cũng cho rằng để tăng khả năng giữ lại vốn FII cho thị trường tài chính Việt Nam, nhà quản lý có thể dùng nhiều giải pháp gián tiếp khác, có thể là cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước hấp dẫn hoặc tạo sự hấp dẫn cho thị trường trái phiếu chính phủ. Theo quy định mới nhất từ ngân hàng nhà nước thì một số ngân hàng có thể được xem xét giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc, thưa quý vị. Giảm dự trữ bắt buộc là biện pháp nới lỏng tiền tệ giúp cho ngân hàng sẽ có thêm nguồn vốn cho vay với giá rẻ hơn. Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, bắt đầu từ ngày 28 tháng 1 năm 2016 tới, một số điều của quy chế dự trữ bắt buộc sẽ được điều chỉnh. Trong đó, những ngân hàng được kiểm soát đặc biệt có thể được giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc về mức 0%. Những ngân hàng đang thực hiện phương án tái cơ cấu được duyệt hoặc các ngân hàng được chỉ định tham gia hỗ trợ các ngân hàng yếu kém cũng sẽ được xem xét giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc tùy theo từng trường hợp. Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng sẽ đề xuất thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định cái tỷ lệ cụ thể này. Như vậy, với việc giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc, các ngân hàng đang bị kiểm soát đặc biệt sẽ có thêm vốn để cho vay. Lãi suất cho vay ra theo đó cũng có thể giảm bớt. Những ngân hàng tham gia hỗ trợ các ngân hàng yếu kém này cũng có thêm động lực. Hiện tại, các ngân hàng đều phải dành ra phần dự trữ bắt buộc với tiền gửi không kỳ hạn và kỳ hạn dưới 12 tháng là 3% trên tổng số vốn huy động và dành ra 1% đối với tiền gửi từ 12 tháng trở lên. Sau phiên đại hội cổ đông bất thường tại thành phố Hồ Chí Minh kéo dài từ sáng đến chiều ngày 15 tháng 12 với rất nhiều tranh cãi từ cổ đông, thì đại hội đồng cổ đông ngân hàng Exim Bank cuối cùng đã thống nhất danh sách hội đồng quản trị và ban kiểm soát cho nhiệm kỳ mới. Theo kết quả cuộc thanh tra của Ngân hàng Nhà nước hôm tháng 3 năm nay được công bố tại đại hội cổ đông bất thường Exim Bank vào ngày 15 tháng 12, vào thời điểm cuối năm 2014 thì ngân hàng này đã lỗ lũy kế hơn 1.600 tỷ đồng. Riêng nợ xấu chiếm đến 7,56% tổng dư nợ, tương đương hơn 4.360 tỷ đồng. Trước nhiều sai sót trong cho vay và bảo lãnh, ngân hàng buộc phải sửa sai, phải điều chỉnh nhiều hạng mục. Trước đại hội cổ đông, Exim Bank cam kết sẽ hoàn thành các yêu cầu của thanh tra ngân hàng trước khi hạn cuối. Đến giờ phút này, thì những cái yêu cầu của thanh tra thời hiệu cho phép của chúng tôi cũng đã tuân thủ. Và những cái
phần mà đang tiếp tục chỉnh sửa thì cái thời hạn cho phép thì gần nhất là ngày 30/4/2016, cho nên chúng tôi cũng tin rằng là tất cả những cái yêu cầu này chúng tôi có thể đáp ứng được trong thời gian tới, và Eximbank cũng không có dựa vào cái mốc này để mà khắc phục chỉnh sửa, mà Eximbank sẽ nỗ lực hết sức bằng cách là hội đồng quản trị đã thành lập ban hỗ trợ chấn chỉnh và hàng tuần họp để có phương án chấn chỉnh và báo cáo cho hội đồng quản trị biết. Thì tôi hy vọng rằng là trong đầu năm tới, trong quý 1 thì chúng tôi có thể hoàn tất cái việc khắc phục chỉnh sửa theo yêu cầu của thanh tra. Sau những sai phạm được công bố thì cũng dễ hiểu khi nhiều cổ đông Eximbank lên tiếng phản đối chính sách nhân sự cấp cao mới của hội đồng quản trị và ban kiểm soát với e ngại về năng lực lãnh đạo của dàn lãnh đạo này. Còn gần 2 tháng nữa sẽ đến dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, trong khi trên thị trường hoạt động đổi tiền lẻ mới cho nhu cầu lì xì hay đi chùa này đã bắt đầu diễn ra, thì Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết là sẽ không chủ trương phát hành tiền lẻ mới cho dịp Tết này, đồng thời sẽ kiểm soát hoạt động đổi tiền thu phí trên thị trường. Theo báo giá của một số đầu mối đổi tiền mới tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, thì phí đổi tiền lẻ trước thời điểm Tết Nguyên đán khá mềm. Cụ thể, tiền có mệnh giá từ 1.000 đồng tới 20.000 đồng có phí là từ 8 đến 11%. Tiền có mệnh giá lớn hơn 50.000 đồng, phí sẽ dao động từ 6 đến 7%. Đắt nhất là tiền mệnh giá 500 đồng với mức phí là từ 70 đến 100% trên số tiền nhận về và khó có thể đổi được số lượng lớn, nhất là tại thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện Cục Phó Chi cục Phát hành và Kho quỹ Ngân hàng Nhà nước, ông Nguyễn Xuân Hải cho biết, năm nay Ngân hàng Nhà nước vẫn duy trì dự trữ một lượng tiền mệnh giá nhỏ đã qua sử dụng, đủ tiêu chuẩn lưu thông để đảm bảo cung ứng đủ nhu cầu thanh toán của người dân trong dịp Tết Nguyên đán. Và Ngân hàng Nhà nước cũng không có chủ trương phát hành tiền lẻ để phục vụ các nhu cầu như đổi tiền mới, dùng để lì xì hay đi chùa. Ông Hải cũng cho biết, cơ quan điều hành sẽ có phối hợp với quản lý thị trường để quản lý những giao dịch đổi tiền thu phí trên thị trường. Theo Ngân hàng Nhà nước, thì tỷ trọng thanh toán tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán có xu hướng giảm dần trong khoảng 5 năm qua, thưa quý vị. Theo thống kê từ Ngân hàng Nhà nước, tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán có xu hướng giảm dần từ mức hơn 14% năm 2010, nay còn khoảng 12%. Hạ tầng thanh toán trực tuyến và thanh toán qua thẻ được hiện đại hóa và phủ sóng rộng khắp đã góp phần tích cực vào xu hướng giảm thanh toán bằng tiền mặt. Trong đó, số lượng ATM và máy cà thẻ POS cũng mở rộng khá nhanh. Đến cuối tháng 9 năm nay đã có gần 17.000 máy ATM và hơn 208.000 POS, và số POS cũng tăng đến 300% so với hồi đầu năm 2011. Cũng từ năm 2011 đến nay, lượng thẻ phát hành đã tăng hơn 200%, đạt hơn 96 triệu thẻ. Thẻ ngân hàng hiện không chỉ được tích hợp nhiều chức năng mà tính bảo mật cũng liên tục được nâng cao. Lãi suất huy động vừa được các ngân hàng điều chỉnh tăng nhẹ và tập trung chủ yếu ở các kỳ hạn ngắn. Ngân hàng An Bình tăng lãi suất huy động 0,2% ở các kỳ hạn 1, 2, 3 và 12 tháng. Ngân hàng Eximbank cũng tăng lãi suất huy động ở mức 0,1% ở các kỳ hạn 1, 2 và 6 tháng. Sacombank tăng lãi suất huy động 2 lần kể từ đầu tháng 12 đến nay. Mức lãi suất theo đó đã nhích thêm 0,1% cho các kỳ hạn 1 và 2 tháng. VPBank thì giảm lãi suất kỳ hạn ngắn 1-2 tháng, nhưng tăng lãi suất huy động các kỳ hạn dài 3-4 tháng với mức từ 0,1 đến 0,3% một năm. Theo các ngân hàng, lý do tăng lãi suất huy động là do nhu cầu vốn mùa cuối năm luôn tăng cao, doanh nghiệp cần vốn để thực hiện các dự án sản xuất kinh doanh cũng như chuẩn bị nguồn hàng cho mùa Tết. Ngoài ra còn do một số lý do khác như việc Ngân hàng Nhà nước bán ngoại tệ để can thiệp thị trường và thu về tiền đồng khiến nguồn tiền khan hơn, một số ngân hàng được nới chỉ tiêu tín dụng nên cần thêm vốn vay. Kính thưa quý vị, sau khoảng một tháng thường xuyên biến động tiến sát mức giá trần, thì đến chiều ngày 14 tháng 12, tỷ giá đô la Mỹ bán ra tại các ngân hàng thương mại đã đồng loạt được nâng lên chạm mức trần cho phép. Như một phản ứng thì đến sáng 15 tháng 12, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước đã nâng mạnh mức giá đô la Mỹ mua vào. Đến sáng ngày 15 tháng 12, khi giá đô la Mỹ bán ra tại hầu hết các ngân hàng đều đứng chắc ở giá trần được phép, thì Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước cũng đồng thời công bố tăng giá mua vào đô la Mỹ thêm 90 đồng một đô la. Sau khi giá bán ra đã kịch trần thì đến lượt giá đô la Mỹ ở chiều mua vào tại các ngân hàng cũng tăng mạnh khoảng từ 30 đến 60 đồng so với chiều tối qua. Hiện tại đa số các ngân hàng thương mại niêm yết giá mua bán đô la Mỹ dao động từ 22.517 đến 22.547 đồng đổi 1 đô la. Hiện tại biên độ dao động tỷ giá đã rộng hơn gấp 3 lần so với hồi đầu năm. Sau khi lần lượt được nâng từ 1 lên 2% rồi từ 2 lên 3% hôm trung tuần tháng 8 năm nay. Trên thị trường tự do, giá đô la Mỹ đang được giao dịch quanh mức là 22.700 đồng đổi 1 đô la. Theo một số phân tích ban đầu, hiện tượng đô la Mỹ tăng giá so với tiền đồng do kỳ vọng của thị trường về khả năng Fed nâng lãi suất và xu hướng giảm giá liên tục những ngày gần đây của đồng nhân dân tệ.
Mỗi tuần một con số trong tạp chí ngân hàng tuần này thì chúng tôi muốn đề cập đến con số 18% thưa quý vị. Đây là dự báo mới nhất về tốc độ tăng trưởng tín dụng năm nay so với năm 2014 theo một nhận định từ vụ chính sách tiền tệ ngân hàng nhà nước. Dường như càng về cuối năm thì các dự báo càng cho thấy tốc độ tăng trưởng tín dụng lớn dần. Tuy nhiên thì ngân hàng nhà nước vẫn nhận định năm nay cho vay tăng trưởng khá đều ngay từ đầu năm chứ không tăng giật cục như các năm trước. Và cũng theo ngân hàng nhà nước thì hiện dư nợ tín dụng đối với toàn nền kinh tế đã đạt hơn 4,45 triệu tỷ đồng, tăng hơn 12% so với năm ngoái. Trong đó thì một số lĩnh vực có tăng trưởng vay vốn khá mạnh như là xây dựng, nông lâm nghiệp, thủy sản cũng như dịch vụ khác. Một thông tin khác cũng liên quan đến ngành ngân hàng thưa quý vị, với chủ trương phát triển mạnh mảng cho vay tiêu dùng thì các nhà cho vay đã không dễ bỏ qua những sự kiện quy tụ không ít khách hàng tiềm năng, ghi nhận từ triển lãm quốc tế bất động sản Việt Nam VietBuild Home 2015 diễn ra từ 16 đến 20 tháng 12 tại thành phố Hồ Chí Minh. Nếu như trước đây đội ngũ kinh doanh của các ngân hàng chỉ xuất hiện ở các sự kiện chuyên ngành thì nay tại triển lãm bất động sản VietBuild Home 2015, người ta đã nhận thấy sự có mặt của nhà cho vay bên cạnh các gian hàng giới thiệu dự án bất động sản hay kinh doanh nội ngoại thất. Đó cũng là điều dễ hiểu bởi không ít người có nhu cầu mua nhà, sửa nhà đều cần có sự hỗ trợ tài chính từ các ngân hàng. Đơn cử như gian hàng giới thiệu dịch vụ ngân hàng và gói cho vay 2.500 tỷ đồng của Nam Á Bank. Ở đây, các khoản vay được ngân hàng tuyên bố sẽ dành cho tất cả các nhu cầu từ sản xuất kinh doanh đến mua nhà, mua xe hay thậm chí là vay tiêu dùng, từ nay cho đến tháng 6 sang năm. Được biết, lãi suất cho vay của gói tín dụng này chỉ từ 6,5% một năm. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần 1 của chương trình tạp chí ngân hàng kỳ này. Và trong phần tiếp theo, xin mời quý vị cùng theo dõi những nội dung nổi bật sau đây. Internet Banking, điều cần biết khi chuyển khoản và thanh toán tự động. Các ngân hàng thế giới tiếp tục mạnh tay cắt giảm chi